Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Anh Minh. Hôm nay mình sẽ test cái tựa game đang còn rất hot, đó là Black Myth Wukong ở trên con máy Asus ROG Ally. Nhưng mà đây là cái phiên bản Z1 thường nha anh em, chứ không phải là Z1 Extreme. Đây là câu hỏi là cũng có khá là nhiều anh em thắc mắc hỏi mình là máy Z1 với cái cấu hình mà nó yếu hơn khoảng 30% so với bản Extreme thì nó có chạy ổn định không. Thì đây mình sẽ test thực tế cho anh em. Rồi show qua một chút về setting ha. Mình đang để turbo 30W luôn, cắm sạc. À, cho nó max cái hiệu năng luôn. Rồi và mình sẽ bật RIS đi. Rồi trong game thì mình setting là all low hết ha. Toàn bộ đều là low hết đây. Đó. Rồi off ray tracing, frame generation thì chúng ta bật. Và cái display thì mình để là 900p thôi. Rồi còn lại off hết. Ok. Rồi, sơ qua vậy thôi, chúng ta vào game ha. Mình sẽ trải nghiệm một đoạn xem là cái mức FPS mà chúng ta chơi được là khoảng bao nhiêu. Ừ, đánh lén hả bưởi? Ghê vậy bạn. Ủa dạ. Ghê đấy. Rồi, mức FPS thì nó đâu đó khoảng 30 mấy, 40 ha, tầm đấy. Nó bình thường chạy thì khoảng 4 mấy. Còn vào combat thì thấp hơn chút xíu. Rồi, bắn liên tục vậy. Đâu đấy, đâu đấy. Ôi trời ơi. Từ nào bạn. Đông quá. Ok, và mình chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúng ta trải nghiệm vài phút ngắn ngủi để biết sơ qua về cái hiệu năng thực tế của con máy ROG Ally Z1 thường ha. Đó, thì cái mức FPS mình đánh giá là nó đâu có khoảng 35 đến 40 FPS thôi. Ở mức turbo, đó, max công suất của máy luôn thì mới được khoảng 30 mấy FPS thôi. Rồi, và tất nhiên rồi, thì cái phiên bản giá rẻ thì chúng ta không thể trông đợi hiệu năng nó cao hơn được. Rất cảm ơn anh em đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới nha. Bye bye.